Về cái vấn đề mà ở kẻ gai thì tại sao cái vấn đề nó tự nhiên nó xảy ra một cách bất ngờ, coi như là không biết là nguyên nhân, và thì có lẽ chỉ có những người trong cuộc xảy ra biết, nhưng mà cái thật sự rằng là họ lấy lý do rằng là xây hang đá và bị đập phá hang đá, và cái nơi mà họ tính lên là cái nơi mà gọi là họ nói rằng đất đai của Công giáo đó. Thì chúng ta thấy rằng là cái trò hề mà gọi là cứ nói là đất đai của Công giáo, nó xin lỗi á. Công giáo mới du nhập vào Việt Nam khoảng chừng 100 năm nay, hơn 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 100 năm, 100 năm đô hộ người của thực dân, cho tới bây giờ thì chúng ta đã coi như là cái được thêm được cả 70 mấy năm đó. Thì coi như là 200 năm thôi, nhưng mà trước đó thì không có Công giáo. Công giáo chỉ đi theo những thực dân Pháp để đi vào đó, để mà gọi là truyền bá, để gọi là họ cái là xin lỗi ấy. Chúng tôi nói thẳng một câu như thế này: họ dụ dỗ những người dân nhà quê chất phát ở những vùng Bù Chu, Phát Diệm, ở những cái vùng như là Thái Bình, Nam Định đó, là những cái vùng đó đó dân chúng cực khổ, nghèo khổ, ngoài cái thành ra họ dễ bị lợi dụng, và lâu ngày đó thì cái Công giáo nó xâm nhập vào. Thế nhưng mà nó Công giáo đó thì lấy đất đâu ra, thì không thể nói là cái những cái đất. Chúng tôi nhớ hồi xưa là cái vụ Thái Hà nha, rồi Thái Hà cũng êm rồi nhé. Cái nhà thờ cổ của Hà Nội, thành phố Hà Nội là của một ngôi chùa mà. Đấy. Chúng tôi đã viết ra rồi. Đấy. Thì quý vị đi chiếm đất của người ta, chiếm chùa người ta làm nhà thờ của mình, mà bây giờ cũng còn còn cứ đi nói là bị chiếm đất. Nhưng mà cái vấn đề này, tại sao cái vấn đề nó xảy ra? Họ lợi dụng cái ngày Giáng sinh sắp sửa tới đây, dựng cái hang đá lên, để nếu mà chính quyền đàn áp thì sẽ xảy ra chuyện gì, sẽ lên án rằng là ở Việt Nam đàn áp tôn giáo, song song với cái để hỗ trợ cho cái vấn đề mà 6.000 hồ sơ của Trương Phú Bình tại Kỳ Đồng đó. Thì đó là những cái mà vấn đề mà chúng tôi nghĩ rằng những cái nhóm người Công giáo, nói thẳng ra luôn, chúng tôi không nói tất cả những người Công giáo nhé, chúng tôi chỉ nói những người Công giáo ở giáo phận Vinh và những người Công giáo cả như là trong cái ở bên Kỳ Anh này, cái Đại Khái hay Nghệ An, là những người luôn luôn tìm những cái lý do để mà phá hoại đất nước và chống đối nhà nước, gây khó khăn cho đời sống xã hội. Ngày Tết ngày sắp sửa đến nơi rồi mà dân chúng lại phải nghe là đối phó với những cái bất bất ổn của xã hội. Một tuần trước thì loan báo là 6.000 hồ sơ Trương Phú Bình sẽ được trợ cấp tại cái dòng chú cứu thế, nhà thờ dòng chú cứu thế trong thành phố Hồ Chí Minh. Thì tuần sau thì xảy ra cái vụ hang đá ở Kẻ Gai. Cái mục đích họ làm là để mà lên án nhà nước không được cái là vọng động, mà nếu có vọng động đó thì là sẽ có đổ sơn đổ máu, và thực tế đã chứng minh rằng đã có đổ máu. Những người đó mà là giam giữ bắt giữ của những cậu ủy ban nhân dân, chủ tịch ủy ban nhân dân, hoặc là phó chủ tịch, hoặc là ông giám đốc công an của huyện, thì thưa quý khán giả, quý vị đang làm những cái công việc gì? Có phải chăng đây là những cái hành động gọi là coi thường luật pháp và coi thường cái nhà nước Việt Nam? Quý vị nói rằng quý vị nói rằng ở bên Mỹ có cái tự do, nhưng mà tự do ở Mỹ có quyền được làm như vậy không? Quý vị chỉ cần tới thôi, tôi đã từng thách ông luật sư Nguyễn Xuân Nghĩa, lúc đó là chủ tịch cộng đồng, kéo bà con đi lên trên cảnh sát Elmonty, tới trụ sở cảnh sát Elmonty để đòi hỏi về một người tâm thần bị bắn chết. Có dám làm không? Không. Là bởi vì họ biết kéo tới đó là cảnh sát họ sẽ dẹp ngay lập tức.
ở Việt Nam, ở bên Mỹ quý vị không có quyền, rất là tự do dân chủ, nhưng mà không phải là cái tự do dân chủ là đùng đùng kéo tới Ủy ban Nhân dân như là hồi xưa làm ở trong cái Hội đồng thị xã Kỳ Anh cũng vậy. Mà không quyền nhảy vào trong đó điều khiển, xong rồi người bị thương, công an đánh bị thương không cho mang đi, 2 tiếng đồng hồ nằm ở đó. Mà những cái vết thương nó, nếu mà người ta bị nội thương, bị chấn thương ở bên trong, nó là có thể nếu 2 tiếng đồng hồ có thể chết. Tại sao lại anh lấy cái quyền gì anh không cho người ta, cái người công an nó bị thương để đi ra khỏi chỗ đó? Thì cái vụ ở bên mới đây Kẻ Gai nó cũng vậy, nó dập y khuôn cái kế hoạch mà Kỳ Anh làm ngày xưa. Đấy. Và như vậy thì chúng ta thấy rằng á, họ là những cái tổ chức có âm mưu, có âm mưu muốn phá hoại đất nước, và nói thẳng luôn là âm mưu để lật đổ nhà nước. Và có thể rằng công an họ đã đánh hơi những cái chuyện này, và vì lý do nào đó, đó các anh chị em cờ đỏ ở bên Hà Nội biết được chuyện này, và theo một cái thông cáo của bên Ủy ban Nhân dân đưa ra đó, không phải là chỉ có 30 người mà tới khoảng chừng 150 anh em cờ đỏ xuống, tức là cũng lại cũng có tổ chức nữa. Họ đi bằng xe gắn máy xuống và họ đeo khăn quàng màu đỏ khoác trên cờ Tổ quốc ở trên lưng, và kể những cái mũ mà bảo hiểm họ cũng vẽ cờ đỏ sao vàng. Thì như vậy đây là một cái chuyện mà có sắp xếp của anh em cờ đỏ, chính quyền không ra tay, và nhờ cái lực lượng anh em cờ đỏ đó mà giáo dân không dám vận động. Bởi vì giáo dân họ bắt nọn được cái sự mà nhục, cái này gọi là nhẫn nhịn của công an, của nhà nước Việt Nam, không muốn thẳng tay. Thành ra do đó họ mới không dám đụng chạm với anh em cờ đỏ. Không có một người nào giáo dân bị hành hung hết. Chúng tôi đã xem ở trong các video của phe chống cộng cực đoan ở đây, và những cái video ở trong nước của anh em cả live stream mà đưa lên, chúng tôi đã nghe phân tích rõ ràng và nghe được những cái tiếng ra, những cái tiếng ra lệnh ở trong đó nữa. Đấy. Quý vị nghe lại kỹ đi, có phải tôi nói đúng không? Tôi không có bịa đặt. Đừng có nói rằng ông Nguyễn Phương Hùng ông ở bên Mỹ ông biết chó gì mà ông nói. Không, người ta căn cứ vào những cái video đó, cũng giống như những người cảnh sát hay những người công an, họ đâu có mặt ở đó, nhưng mà họ sẵn sàng họ tìm ra được là bởi họ phải về nhà họ nghiên cứu, mở cái video ra, chạy tới chạy lui, ngưng lại từng đoạn, mở rộng cái màn ảnh ra, hoặc mở rộng cái đoạn nó ra để nhìn thấy những cái chi tiết của những người đã làm, phân tích những cái câu nói như ở trong cái livestream của anh Lê Xuân Nghĩa đấy. Bạn cái giáo viên mình đã có nói rõ ràng rồi, còn nghe được những cái giọng, hay là anh Hoàng Lê cũng nói đấy, còn nghe được cái giọng rõ ràng là của một cái bà ra lệnh, một cái ông già đó. Tại cái ông đó, ông vô tình ông thổ lộ ra rằng đã có kế hoạch rồi đấy. Tôi bảo ông nói rằng sự thật mình phải nói lên đấy, tại sao lại cứ phải che giấu như vậy? Thì bà kia bịt miệng ông không cho nói đó. Thì cái chuyện mà giáo sư Kẻ Gai đó, chúng tôi thấy rõ ràng là bên công giáo họ sai lầm. Và nói về đàn áp thì chúng tôi sáng nay ở trong KBC Hải Ngoại đó, còn cái Facebook chúng tôi đã đưa lên khoảng chừng gần 100 tấm hình những nhà thờ khổng lồ ở bên Việt Nam. Chúng tôi phải nói là nhà thờ khổng lồ đó, một cái chùa đó, không có chỗ cái chùa nào mà cái là chánh điện mà nó to giống như là những cái nhà thờ như vậy được, trừ những cái nhà thờ trừ những cái chùa mới sau này xây cất như là chùa Bái Đính hoặc là chùa Ba Vàng này, cái thì cái có thể chứa được cái là cái vài ngàn người trong cái chánh điện đấy. Còn những cái đa số những cái chùa như chùa Vĩnh Nghiêm ngày xưa đấy, quý vị thấy không, đâu có mở mang gì đâu, vẫn cũ như thường đấy. Thì cái vấn đề Kẻ Gai đó, rõ ràng đây một cái âm mưu của ông Linh Mục Nhân.
những cái ông kia đã có tì vết rồi, ông Thục, ông Nam, ông Phong, ông Hợp này kia, thành ra ông những ông nó không ra nữa, là cả ông Duy Tân nữa, trong trong mọi ngày thì Duy Tân thì cũng chịu khó chạy 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 lắm, chạy ra tới miền Trung để mà yểm trợ cho mấy ông Thục, ông Nam này kia. Kỳ này Duy Tân là cũng im lặng nữa. Bởi vì cái vụ Thọ Hòa là cũng đã chắc chắn là bị cảnh cáo rồi. Tại sao mà cái này, Duy Tân thấy rằng 14 người kia bị phạt mỗi người 750.000 tiền Việt Nam, không không hồ hởi phấn khởi mà chạy ra ngoài miền Trung làm tiếp đi. Tại vì Duy Tân biết rằng cái vụ Thọ Hòa chưa xong, vẫn còn đang điều tra và vẫn còn xử lý. Thế nhưng mà đối với nhà báo chúng tôi đó, nói về luật pháp thì cái người nào mà bị phạt đương nhiên người đó phải có lỗi. Không thể nói rằng tôi không có lỗi. Không có lỗi thì tại sao ai phạt? Tất cả xong là tôi hết tội. Đấy. Hai cái chuyện khác nhau. Đừng có nói rằng tôi đóng phạt rồi, xong rồi. Không, không phải như vậy. Nhân tiện mà nói về cái, chúng tôi sẽ trở lại cái vấn đề cái giáo sư Kẻ Gai. Tại vì chúng tôi không muốn bàn thêm, mặc dù chúng tôi có rất nhiều chi tiết. Bởi vì bây giờ chính quyền đã bắt đầu vào cuộc. Và chúng tôi không muốn bàn thêm những cái gì để có ảnh hưởng đến sự điều tra của công an. Mà không muốn bàn thêm những cái gì có lợi cho bên này hoặc có lợi cho bên kia để bị mang tiếng rằng à, tự do ở Mỹ nó có gọi là tư duy nhãn số 1. Thứ nhất, tự do hội họp. Thứ hai, thứ nhất là tự do tư tưởng. Thứ hai là tự do hội họp. Thứ ba là tự do báo chí. Và thứ tư là tự do tôn giáo. Bốn cái tự do đó trong tư duy nhãn số 1 nước Mỹ tôn trọng. Tự do tư tưởng là bạn có quyền mà thích Đảng Cộng sản. Không ai cấm. Bây giờ nó có tới cái là 70 triệu. À xin lỗi, 7 triệu đảng viên Cộng sản rồi. Và họ được hoạt động công khai. Miễn sao họ không dùng cái chủ nghĩa Cộng sản để đi tuyên truyền hoặc đi xúi dục hoặc đi kích động người khác. Thì chính nước chính phủ Mỹ không cho. Tự do meeting là bạn có quyền đi họp hành này kia. Tôi bữa nay tôi họp 1.000 người, 100 người ở trong phòng họp của tôi. Không ai cấm hết. Cảnh sát tới thì hỏi đây là private meeting. Okay. Buổi họp riêng của chúng tôi, tổ chức của chúng tôi. Cảnh sát không có quyền hỏi mày có giấy phép này kia không. Thì đó là cái tự do. Tự do tôn giáo. Tôi thích đạo gì tôi thích. Quyền của tôi. Thì là tự do báo chí. Thì bây giờ nói tới tự do báo chí, quý vị thấy rằng nó có một cái sự giới hạn nào đó. Là báo Người Việt bị bồi thường tới là 'tờ báo Sài Gòn nhỏ bồi thường cho 'tờ báo Người Việt thắng một cái trận đánh rất lớn, 4 triệu rưỡi. Và bây giờ bà Hoàng Diệu Thảo phải đi qua bên Houston ở. Bà tưởng rằng con trai của bà là luật sư thì bà có quyền được bảo vệ. Không, không phải. Vâng, chào anh Nguyễn Đông. Thành ra nó không phải là cái đơn giản. Tại sao mà cái Phan Kỳ Nhơn, Văn Tấn Ngu rồi cả Nguyễn Xuân Nghĩa để cái bảng rằng chúng tôi không chấp nhận sự hiện diện của tờ báo cả Người Việt, tờ báo Việt Weekly, Phố Bôn Trà TV với lại cả Nguyễn Phước Hùng. Cái đó là tự do báo chí không? Những cái thằng đó đó nó đòi muốn lật đổ Đảng Cộng sản Việt Nam tại vì nó muốn đòi tự do cho Việt Nam. Nhưng mà bản thân của tụi nó đó, nó có tự do. Mới có cái hội nhỏ nhưng mà bằng lỗ mũi được 80 người đứng họp vào đó mà còn chưa có tự do mà đòi về Việt Nam rồi cả giải phóng tự do cho cái 98 triệu người. Toàn những cái đầu óc ngu muội thích làm cái chính trị. Thật sự nó đâu phải nó làm chính trị. Nó lấy lý do cái chính nghĩa cờ vàng để nó móc túi.
Và chúng tôi rất mừng. Công việc làm của KBG Hải Ngoại âm thầm 10 năm nay mà mới phát động được khoảng chừng 6 rưỡi năm nay đó là bắt đầu nổi lên sau khi mà chúng tôi về Việt Nam. Đã có hiệu quả, chúng tôi thẳng thắn nói một câu rằng đã có hiệu quả.